thấy phương pháp này là rất tốt cho cảm ơn quý thầy. Cũng như là chúng ta đã thông báo là hôm qua đó, là sáng nay chúng ta sẽ báo cáo về cái kết quả của chùm đá. Và tất cả là anh chị em ở đây là một số người đã được chùm đá. Và chúng tôi rất là mong muốn nghe mọi người báo cáo lại kết quả của mình. Và xin mời là lần lượt những anh em mà báo cáo có cái kết quả sau khi chùm đá đó, thì sẽ báo cáo người có nhờ cái dịp để mà học hỏi, rút kinh nghiệm. Và chúng ta là đừng có ngại vì những cái kết quả đó, vì những cái kết quả đó sẽ là cái mà để cho những người khác nó là phấn khích, đồng thời là phổ biến cho cộng đồng để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cho mọi người. Rồi chắc lẽ xin mời chị này báo cáo trước. Xin mời chị. Không có chị rồi sao? Rồi đưa một câu cho chị báo cáo trước đi. Ok, chỉ là người báo cáo có hiệu quả. Xin mời. Dạ, tôi tên Thoa. Tôi trình đá là tối hôm qua. Thì thường đó là tôi bị mất ngủ kinh niên. Mà có ngủ được thì là cũng ngủ lơ mơ, không có ngủ chìm sâu được. Nhưng mà tối hôm qua khi mà trình đá đó thì ngủ rất là sâu, rất là thoải mái. Mà khi thức dậy đó thì không có bị bần thần như thường. Mình ngủ lâu thì nó hay bị bần thần. Nhưng mà tối hôm qua thì không có bị, sáng thì thức dậy không có bị. Rất là khỏe. Hài lòng ha? Dạ, rất là hài lòng. Rồi, xin cảm ơn. Dạ. Rồi, xin mời tiếp. Ông Khả có chồng không? Dạ, có. Anh có. Rồi, nhưng mà không sao. Ai có kết quả trường đã rồi thì đưa tay lên. Rồi, thì xem chị này trước, mời chị này trước. Khoan, mời chị trước. Chị này trước, rồi. Dạ, tôi là Điều Sâu. Lần đầu tiên trường đã tôi mất ngủ. Dạ. Kinh nghiệm. Và trong một đêm ngủ thức dậy rất nhiều lần, nhưng mà thứ ba tôi ngủ rất là say. Dạ, cảm ơn thầy Di Quảng Châu và các anh chị rất nhiều. Ở cái chuyện mà chị bệnh với chị á, thì bảo đảm là chị sẽ khỏi trong tương lai gần. Tại vì là khi mình chườm đá đó là mình ngủ ngon, mà khi mình ngủ ngon xong á thì nó sẽ tái cấu trúc lại cái bộ não mình, và nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Ngay cả những người lớn tuổi mà mất trí nhớ là sau khi mà chườm đá xong á thì lại là lấy lại cái trí nhớ. Thành ra là mọi người chú ý cái điểm đó. Cái giấc ngủ là cực kỳ quan trọng. Chị này mất ngủ rất là nhiều và chị bị cũng stress nhiều nữa. Mà bây giờ đã được ngày đầu mà đã như vậy rồi, thì trong tương lai chị sẽ trở nên là người là khỏe mạnh, ngon lành. Ok. Dạ. Rồi, xin mời tiếp. Dạ, em đã biết cái phương pháp truyền đá này cũng cả năm nay rồi. Ừ. Và em rất yêu thích cái phương pháp truyền đá massage này. Tối nào em cũng phải cần có nó để truyền cái vùng gan như thầy đã nói. Và em cũng có lên mạng coi thì thấy cái sự chườm đá massage nó rất là nhiều công hiệu về chữa bệnh đủ thứ. Cho nên em thấy rất là công hiệu. Vì trước khi mà em chưa chườm đá massage thì em đi khám kết quả tổng quát máu, thì lúc nào đường cũng ở cái ngưỡng cửa, giống như là bác sĩ nói là gần lên, bước lên cái ngưỡng cửa của bệnh tiểu đường. Rồi máu high cholesterol thì cũng cao, không cao nhiều nhưng mà cũng gọi là thuộc về cao rồi. Nhà từ khi chườm đá thì kết quả thì thử nghiệm rất là tốt. Mỡ trong máu ngày xưa thường 5.8, bây giờ còn có 4.0 à. Ừ. Dạ, giờ đường á thì bác sĩ nói normal, không có bị cao đường gì trên á. Dạ, mà hai lần thử nghiệm như vậy rồi. Vâng, với lại em thấy ngủ ngon. Rồi những khi em đau cổ hay đau gì mà hơi cứng cổ, em cũng chỉ lấy lá massage chườm, thì em thấy nó rất là thư giãn. Dạ, và em thấy giống như là em không thiếu được bán sang này. Nhưng mà em có phổ biến cho ai không? Trong gia đình em phổ biến hết các con cái, rồi ai định hoạt em cũng mua đám sang trường đi. À, quá không? Rồi, xin mời tiếp. Thế ai đã dùng, tối hôm qua đã dùng đã? Rồi, xin mời bác. À, bác là cái người mà hôm qua đã được chữa bệnh và là chạy ngon lành đúng không? Dạ, hôm qua tôi có chiều đá mà thấy ngủ rất ngon và rất khỏe. Dạ. Dạ, tôi mới về kêu em thứ ba tới hôm nay nè.
nó lại đây chữa bệnh. Dạ, thấy phương pháp này là rất tốt cho dạ, cảm ơn với thầy. Ờ, xin dạ. Cảm ơn bác. Rồi, xin mời. Dạ, mời, xin mời chị. Mọi người thấy là cái mới có một ngày ha mà nó hiệu quả như vậy à, rồi sắp tới mọi người sẽ thấy còn nhiều kết quả nữa. Tôi hôm qua tôi trước khi ngủ tôi cũng có làm y như thầy nói vậy, bỏ vô một cái quay à, 5 lần. Năm lần. À, dạ. Tối hôm qua tôi cũng đi như thầy nói vậy đó. Trước khi ngủ tôi bỏ vô trong máy đi sống, năm phút. Yeah. Xong rồi cái tôi ngưng chừng 2-3 phút nữa. Sau tôi bấm lại 3 phút nữa là nó vẫn tốt. Rồi tôi đem ra, rồi đem đi trường trong cái chỗ gan tôi nè. Rồi tôi vừa nóng giống thầy nói vậy đó, thì tôi thay đi chỗ này chỗ kia cho nó đều chứ để chỗ nóng quá. Rồi sau đó cái đề tôi lúc đó tôi ngủ luôn tới 2-3 giờ sáng tôi thức dậy một lần nữa, thì cái tôi bắt trước thầy tôi đem bỏ thêm lần nữa cho nó hâm nóng, rồi tôi vô tôi ngủ lại nữa đó. Mà lần sau này thì tôi ngủ thì nó hơi khó ngủ, tại vì tôi thức dậy rồi là tôi không ngủ được đó, tại vì tôi thức sớm quen rồi. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Xin mời tiếp. Dạ, tôi cũng là lần được hai đã về thôi hôm tôi bị bệnh đau vai. Dạ. Hay đau vai đó. Về dịch chứng nằm thì thấy khỏe lắm. Bây giờ cũng đau vai, ngày đi cũng đau. Mà lại thoải mái đấy hai cái tay này. Dễ chịu ha? Dễ chịu khỏi cứng. Yeah. Giống tôi buổi sáng ngủ dậy phải tập thể dục tôi đau. Đau vai lắm. Yeah. Dạ xin cảm ơn quý thầy quá sức. Yeah. Dạ có lặng mỹ tới dậy của thầy bảo của thầy quý sứ đó. Dạ tôi đi phạt hết tất cả. Dạ phạt hết cả đào trang này chứ tôi gửi hết. Dạ. Cảm ơn quý. Dạ. Dạ cảm ơn quý. Đó cứ hỏi và hái cục đá đó chị làm ở bên hái cho hống hay là còn lên trên này được không? Dạ, yeah. Chườm đá đó là mình chườm ở vùng gan. Dạ, nhưng mà sau khi cái đá mà nó nguội bớt rồi đó thì ta sẽ lấy đó ta mở ra ta chà chỗ nào đau nhất thì ta chà lên thì nó dễ chịu. Mà phải làm nặng lại đó hả thầy? Dạ không cần. Không cần. Yeah. Để cục đá ở đây. Dạ đúng vậy. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn thầy. Dạ. Yeah. Dạ. Dạ, con tên là Vân, con Phật tử của chùa Linh Sơn. Hôm nay con tới đây con là vô cùng cảm ơn thầy và đội ngũ của thầy đã giúp đỡ cho quý đồng hương ở đây. Dạ, con rất là cảm ơn. Dạ. Và sự giúp đỡ và truyền bá cái phương pháp trị bệnh thập chỉ liên tâm này cho cộng đồng người Việt Nam ở trong nước ngoài rất là tốt. Thành thật cảm ơn. Dạ, con. Xin cảm ơn. Rồi, xin mời tiếp. Ai không phát hiện? Xin mời. Dạ, có dùng đá rất là qua rồi, nhưng mà không có dùng thường xuyên. Nhưng mà ngày hôm qua đó, được thầy nói rõ ràng vậy đó, thì hôm nay ôm một đá cũng luôn. Ngủ quên tính tiền, đi học rồi. Dạ. 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 À, nếu như mà mọi người đã báo cáo xong ha thì có lẽ là mình sẽ đợi 2-3 hôm sau chúng ta tiếp tục báo cáo những kết quả mà chúng ta thực hiện, tại vì vừa rồi ngày hôm qua là có một số người thì có chườm đá, có một số người vẫn chưa chườm đá và đồng thời cũng có một số người mới chưa biết về đá. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên tâm.